Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sự thật chuyện Hồ Văn Cường kêu cứu, mong thoát khỏi nhà quỷ trồi lụt. Ca sĩ Hồ Văn Cường thừa nhận đoạn tin nhắn tung trên mạng xã hội với nội dung kêu cứu lan truyền những ngày qua có thật. Ca sĩ Hồ Văn Cường, đó là đoạn tin nhắn tôi trò chuyện với một người hâm mộ của tôi, tên Lê. Nhà ở Bình Dương cách đây khá lâu, nhưng phát ngôn đó thật, nhưng thời điểm đó tôi đang bật bức xúc và giận hờn. Chắc mọi người cùng nhớ chuyện tranh cãi giữa tôi và Mễ Nhung. Trước đây, Mễ Nhung viết trên mạng xã hội, tôi hỗn, mắc bệnh ngôi sao. Sau đó tôi xin lỗi Mễ Nhung, nhưng trong lòng vẫn rất bực mình. Tôi bực vì sao chuyện mẹ con mà Mễ Nhung không giải quyết trực tiếp với tôi mà đưa trên mạng xã hội để người ngoài tranh cãi. Sau khi Mễ Nhung viết trên mạng xã hội, tôi cũng chỉ trích nhiều. Điều đó làm tôi khó chịu. Tôi quen biết với chị Ly cách đây 6 năm, mà những suy nghĩ đắn đo. Khi mọi chuyện xảy ra như hôm nay, tôi bàng hoàng, không hiểu vì sao chị làm thế với mình. Sau đợt đó tôi và Mễ Nhung vẫn gắn bó như cũ, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Đó là lý do tôi đoàn chat. Lúc bực dọc từ khá lâu, tôi vẫn ở thời điểm này. Khá bất hợp lý, những gì đang đồn đoán hay lan truyền trên mạng xã hội chỉ là thiêu diệt. Tôi có cảm giác nhật cử nhật động, quá mình lúc này bị suy diễn, theo nghĩa là tôi muốn suy diễn. Điều đó khiến cả tôi, Mễ Nhung và bà mẹ ruột tôi. Chị Ly có đưa cho tôi đoạn nói chuyện với chị ấy với một người khác. Trong đó giọng có người đàn ông có nói với chị Ly rằng nếu không cứu Hồ Văn Cường ra khỏi nhà đó thì có thể Cường sẽ sống với một quả thật mà thôi. Đoạn nói chuyện mang tính chất chủ hóa khiến chị Ly lo sợ. Tôi không biết nữa vì những ngày qua đi hát đến nay tôi không hỏi tiền tù lao. Mễ Nhung có nói với tôi tiền tôi kiếm được, quản lý vẫn giữ nguyên đó. Đến khi nào tôi ra riêng, mẹ sẽ đưa lãi cho tôi. Ca sĩ Phi Nhung, tôi không học nhiều, nên tôn chỉ của tôi, con cái phải học. Đến nơi đến chốn, khi đưa Hồ Văn Cường về nuôi, tôi đã buộc Cường phải cam kết. Số tiền Hồ Văn Cường có được bao nhiêu sau 6 năm đi hát, tôi không nắm rõ một cách chính xác từng con số. Nhưng nếu Cường yêu cầu, công ty có kiểm tra rõ ràng các tài khoản, mọi thứ còn có đó. Đợi đến Hồ Văn Cường ra riêng, Cường sẽ lấy và tính đường tương lai cho mình. Tôi có hứa với Cường tôi sẽ đưa lại toàn bộ số tiền khi Cường và giúp Cường thêm ít vốn để làm ăn. Rất buồn, đau đớn và sốc, nhưng tôi hứa với lòng dù một ngày Cường bỏ đi thì Cường vẫn là con của tôi, sẽ có trách nhiệm với tư cách làm một mẹ. Trước đây khi đem chuyện trên Facebook với ý nghĩa rằng con cứng đầu quá, mẹ không dạy được thì nhờ cộng đồng mạng dạy con là một việc làm quá đổi sai lầm. Tôi không lường trước được những chỉ trích nhắm vào con, đó là bài học cho một người làm mẹ như tôi. Hồ Văn Cường là những nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc chân ca trữ tình được khán giả yêu mến và quan tâm nhất hiện tại. Nhắc đến Hồ Văn Cường, nhiều khán giả sẽ nhớ đến một cậu bé chân chất, rụt rè nhưng sự hiệu trận trọng, truyền cảm. Hiện tại Hồ Văn Cường được nhận sự chỉ dạy, nâng đỡ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thúy. Nam ca sĩ đã có những thay đổi đáng kể về giọng hát, ngoại hình theo hướng tích cực hơn. Thậm chí danh ca Ngọc Sơn từng có lần tiết lộ mức cát xê của Hồ Văn Cường nhận được là khoảng 200 triệu. Đây được xem là thành công khá đáng nể đối với ca sĩ ở độ tuổi như Hồ Văn Cường. Danh ca Ngọc Trân cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Hồ Văn Cường. Anh tiết lộ Hồ Văn Cường là người chân thành, lễ phép, đặc biệt có niềm đam mê mạnh liệt với nghệ thuật. Theo đó, Ngọc Trân đánh giá Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên ngọc sáng đầy ấn tượng của làng nhạc Việt trong tương lai. Nếu riêng Hồ Văn Cường, Ngọc Trân nhận xét Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thốt lên tám tầng mây. Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thốt lên tám tầng mây, hiện tại thì mang âm sắc đẹp là truyền cảm. Điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất, là đó. Bởi mọi người ai cũng có một bông hoa khoe sắc,
tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật, nhưng những bông hoa lạ luôn mang ấn tượng sâu đẫm trong lòng khán giả. Đặc biệt Hồ Văn Cường từ chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ. Chóng mặt sau một thời gian, Ngọc Sơn hướng dẫn. Cùng với vậy, Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong những tương lai. Không chỉ thay đổi vì giọng hát, ngoại hình nam ca sĩ cũng có nhiều sự thay đổi đáng kể. Thời gian trước đây, khi vừa tái xuất hậu ồn ào, Hồ Văn Cường tiết lộ ngoại hình gầy gò, hốc khác khiến người hâm mộ lo lắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.